từ đi nha. Cái anh chị cái làm được à? Rồi ra rồi. Hay là cái điện thoại em tô cái nào. Hai gọi Khang ra. Trời em ra xíu. Rồi. Để chỗ tai thôi, để chỗ khác dưới trái tai. Nên bị chị chưa biết là cái cục này là cái đầu đây rồi. Cục nội hôm câu nên em sẽ đau, cục này sẽ đau đấy. Tại mấy đứa mà chị nặng mà có một nơi là chị biết chắc chắn là sẽ có thường có cục đó rồi ở dưới ngực hơi nhiều. Ừ. Nằm đây luôn về về. Đừng có để em lấy 50 nữa. 50 chị. Dạ. Cố gắng em. Được rồi. Còn chung dưới có cục nữa. Ra em nghe. Sao không bị tầm lâm vậy? Cái bắt buộc mày nằm rồi chứ. chứ em để đi sau này trước sau chứ cũng lây nhờ. Còn ấy còn to. Nè, như cục này em bị ủ mũ rồi nè em nè. Viêm rồi. Cục này có mũ. Đó, biết mà. Xù sẽ để đi mà ra không ngứa hả em?
Gớm, mình sợ cục này mụ thôi. Thà, đừng quay cục nữa nữa, quay 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 chút. Tại vì máu không, để xí nặng lại chứ. Cho chị cái bông nước muối cái. Rồi, thôi nặng mụn thường đi. Chà, ông bị đi hồi chi hồi xưa ông rỗ hết rồi đúng rồi. Má bên này xíu hơn nữa. Ừ, má bên này ok. Sướng chứ hằng câu nén xỉu rồi đây. Kệ ra. Cố gắng nè. Đâu. Hôm nay mở hàng nè. Mở hàng xong là người cuối cùng luôn nè. Cho nãy giờ em đi về hết rồi đúng không? Ông ôm tim rồi. Ôm ngực rồi. Đau à? Đâu, con chịu được. Ừ. Con chịu được. Em ở Bắc à? Mà giọng Bắc Bắc. Chị đừng mua vào đây bó ít lắm rồi, vào đường ngõ vốn nhiều đùa lắm rồi, chị mua chơi toan chứ không phải. Đi thẳng ra rồi. Ừ, đi thẳng đây phải. Bên trái á, bà để phải nè, bà ít không, có đây. Không, bà để trái không có hết trời. Bà để phải ra. Bà bên muốn bánh canh á, bà muốn không? Không, muốn muốn rửa cá là sáng không có, sữa hôm qua có sữa. Ít là cái bà bên kia bán nhiều mà bà mở trẻ ồn á. Bà có con nhỏ. Ừ, em đi, em đi mà mua thấy toàn là đóng tiền không yếu yếu, đóng tiền miếng. Mũi cũng hơi đau. Nên con không đến nỗi mà. Tội ông gì? Ông thở rồi đó. Kéo cái đèn lui cái mặt chị xí. Không thấy đường. Thank you.
Yeah.